Hiểu không? Chào anh em nha. Rồi vô rồi trời. Cuối năm rồi anh em ơi. Vô cơm trưa anh em ơi. Ăn cơm trưa xeo mắm nha anh em ơi. Giờ còn những hũ mắm mực cuối cuối năm rồi anh em ơi. Anh em nhanh tay đặt hàng ở để vài ngày nữa cái shipper nó nghỉ rồi không có ai ship hàng cho anh em nha anh em. Rồi mới công chậm trễ bom hàng nên mình tàu đây mình anh em nên đặt bây giờ nha anh em ơi. Nên bây giờ quê có anh em nào mà về quê ăn Tết chưa đâu, Chắc có rồi. cà pháo dầm với mắm đục nha anh em. Đó bỏ vô để rứa rứa lên một con cá, rứa lên cá chiên này. Đó một đi rứa lên cá chiên giúp nát luôn. Đó nướng lên dầm cà pháo, nó đọc là dầm cà pháo này, rứng lên có nướng cá chiên này, dèm vậy nè cho đây xong cái thấm á, thấm xong rồi cơm đỏ. Hello du Yuri không nha. Đó, dèm dèm vậy là mắm đục là nó thấm rồi còn ở đây mà. Cái ba hũ mấy mực này nha anh em, ba hũ mấy mực này là giá gốc là 294, nhưng mà ngày hôm nay á, bây giờ á, cuối năm á, anh em mình xả là còn 267 cơ. Ba mấy mực kèm với lại một mấy đục, kèm theo năm trớt tím với lại năm cái bánh tráng nữa nha anh em. Anh em nhanh tay đặt hàng nha. Anh em nào mà có nhỏ ý mua thì anh em cứ để chữ mua, để là chữ mua ở phần bình luận. Rồi xíu nữa xong là anh em mình sẽ chốt đơn cho anh em nha. Anh em nên mua từ bây giờ nha. Nên nên mua bây giờ chứ để qua Tết là nó sẽ trở lại giá gốc là 294 cơ, mà không có ấy nha nè, không có ớt với bạch thái sẽ không có ớt với bạch được chưa mập? Yeah. Bán thiếu luôn nha Quỳnh Trúc ơi. Đó, đây mới mật này nè. Đó, mới mật đấy. Mật kẹp thịt luộc. Mật này em ơi. Đó. Chấm là thịt luộc nha anh em. Thịt luộc rau sống. Còn pháo. Ừ. Anh em 267 con. 311 lục. Kèm theo năm trước tiếng với là năm cái bánh tráng mì nha anh em. Anh em anh em muốn mua cứ để lại bình luận mua nha anh em. Gần Tết rồi. Cái này chỉ sale đúng dịp Tết cuối năm thôi nha anh em. Còn qua Tết thì giá nó sẽ trở lại giá ban đầu nha. Ba hũ thì miễn phí luôn nha bạn ơi, miễn phí ship nha. Thanh Thanh đấy là 267 co là free ship nha. Anh em nào mua để lại chữ mua ở dưới phần bình luận á. Không là nhắn tin trực tiếp cho fanpage nha. Chính chủ. Ok anh em cứ để lại bình luận anh em ơi. Một hũ là 89k nha anh em. Bây giờ thì dịp cuối năm á, anh em mình xả để cho em về dùng. Rồi qua Tết khoảng qua Tết cái thời gian lâu anh em mình mới mới muối lại, mới làm lại nha.
Anh em mua ngay bây giờ là có giá ưu đãi này, có thêm ớt tím này, bánh tráng này, 267k, ba mực một đục, có 5 trái ớt tím, 5 cái bánh tráng mì, ớt với mắm với bánh tráng là anh em là bên mình sẽ đưa tới. Anh em chỉ cần mua là mua rau sống với thịt luộc là về, có bánh tráng có ớt, anh em mình làm mắm xong chấm với mắm luôn nha anh em. Cứ thịt luộc với lại cá chiên này, cá chiên này dầm với mắm mực, mắm độc gì cũng được hết nha. Ở ngoài con mực nó là đỏ đỏ nha nha anh em, do cái điện thoại vip quá nên thành ra. Anh em cứ để lại, cả nhà cứ để lại bình luận mua là được rồi nha cả nhà. Ok ok, thì thật thà nha, anh em cứ để lại bình luận mua là được, hoặc cho một combo là được. Anh em chỉ sao dịp cuối năm thôi nha anh em, còn qua năm thì sẽ trở lại giá ban đầu là anh em nên mua 294k nha anh em, không mất tráng không mất nha. Mua ngay cái đợt cuối năm này là sẽ có để được khuyến mãi này, giá gốc là 294, nhưng mà bây giờ đợt cuối năm này là sale cho anh em là 267k miễn ship, rồi kèm theo cho anh em là 5 trái tím, 5 cái bánh tráng mì. Mà qua cái đợt cuối năm này mới có nha anh em, còn mà qua tới là anh em sẽ về lại giá cũ, nhưng mà không có ớt, không có bánh tráng nha. Nên là mình khuyên anh em là bây giờ dứt một cái combo đây đi, xong rồi về để tủ lạnh ăn từ từ tới qua năm luôn, nó không có một hũ này anh em dùng chắc được 4-5 lần, mà còn hai hũ này là để trong ngăn mát tủ lạnh để dùng qua tới luôn. Ok nha anh em, anh em mua là để lại chữ mua hoặc là để lại chữ chốt combo, mua combo hay là gì xíu nữa là có người có anh em mình ra nhắn tin chốt đơn cho anh em nha. Tranh thủ đi anh em ơi, năm nay thì anh em khoảng 5 ngày nữa là anh em mình dừng rồi, chân kho còn mấy trăm hũ mắm à. Nên bây giờ anh em mình sale cho anh em, sale dịp cuối năm cho anh em đến em dùng. Rồi một hũ này á giá gốc là 98k, nhưng mà bây giờ combo này là 2 ký nha, 2 ký 267k, kèm 3 hũ mắm mực, kèm theo cái chai mắm độc này 267k, kèm theo 5 trái ớt tím, 5 cái bánh tráng trứng mì để cuốn rau sống với thịt luộc chấm với mắm nha anh em. Anh em đã có hướng dẫn sử dụng hết trên cái hũ cái chai nha anh em. Anh em về mà làm không vừa thì không vừa ăn thì cứ liên hệ mình trên nắp chai. Khi mình mới bắt đầu ăn á thì lấy cho mình khoảng 5-6 con mực với lại một ít nước mắm mực trên cái chén này, khoảng nửa chén ăn cơm nè, giải mình tỏi ớt nè, xả nè, 1.5 muỗng ăn cơm đường, cái muỗng này nè, muỗng này nha, 1.5 muỗng đường, giải nhuyễn trộn với chén mắm này, xong lấy cái kéo á, cái kéo cắt nhỏ con mực ra nha, cắt nhỏ càng thấm, gia vị nó càng thấm nha, cắt nhỏ như này nè, rí nè, đó rí nhỏ nhỏ thôi, đó xem rồi cho mình 2 muỗng thơm bèm vô, xong rồi vắt cho mình trái chanh nhỏ, vắt một trái, cái chanh lớn thì nửa trái, xong quậy đều nha, dùng ok nha, đừng thay hơn. Có gì cứ nên cái bao bì này có cái hướng dẫn sử dụng, cứ làm theo, còn mà không được nữa thì trên cái nắp này có tem màu đỏ này, cứ liên hệ trực tiếp cho mình nha. 267k miễn ship tặng kèm bánh tráng với ớt tím nha anh em, kèm năm cái bánh tráng ăn. Kèm 5 trái ớt là 5 cái bánh tráng. Quá hời. Lắm này thì anh em về để mua 3 hũ thì về để ở ngoài một hũ, còn 2 hũ thì để ngăn mát tủ lạnh nha anh em. Anh em dùng dần hết ở ngoài thì anh em lấy trong ngăn mát tủ lạnh để ra ngoài để ăn. Cái chai mắm độc là anh em không cần bỏ ngay mắt của bạn nha, anh em để ngoài dùng má hỏi luôn. Cái này là chính chủ nha anh em, chống tạ cái fanpage này là fanpage chính chủ nha, còn mấy cái hình ảnh kia là của người khác lấy video của anh em mình đang bán hàng tào lao á. Anh em mình đặt hàng trên Thiên Lai này cho nó chắc ăn anh em ạ. Nói chung là hiện nay là nhiều người lấy video của anh em mình đang bán cái bánh mực như này, nhưng mà đúng không, 267k thì miễn ship nha, 267k miễn ship nha, kèm 5 trái ớt, 5 trái bánh tráng nha Thủy ơi,
Này thì anh em về chấm với các thứ thịt luộc, rau sống, rau luộc, cá chiên, cá nướng nha anh em. Mắm đục thì anh em dầm cà pháo, ăn lợi bà nha anh em. Mắm đục là mắm thông dụng anh em à. Bữa cơm thì anh em giả chấm mắm đục ra, anh em chấm cái gì cũng được anh em. Thằng nào mời cả nhà ăn cơm trưa nha. Anh em mua bây giờ thì có giá ưu đãi nè, 267 con miễn ship, kèm theo một chai mắm đục nè, kèm theo năm trái ớt tím, kèm theo năm cái bánh tráng nữa nha, năm cái bánh tráng mì, năm cái bánh tráng mỏng á, để về nhúng nhúng nước xem, nhúng nước xem cái cuốn với rau sống với thịt ba chỉ này, thịt luộc này, xem chấm với mắm đục mắm mực này. Đó. Còn qua tới đó, qua tới anh em mình trở lại giá gốc rồi, 294 ngàn, nhưng mà không có bánh tráng, không có ớt, mình khuyên anh em là đặt ngay bây giờ dùng qua tới luôn. Ok anh em, nhanh tay đặt hàng đây anh em ơi. À, cảm ơn bạn, cảm ơn chị Như Thủy nha. Như Thủy nè, chị cứ để lại bình luận cho em một lần thôi chị, đừng có để nhiều quá, một lần thôi nha anh em. Mắm độc thì 65k nha bạn Thơm Trần ơi, 65k thì một chai thì cộng bông phí ship nha, còn mua hai chai trở lên thì miễn ship nha. Nói chung mình cũng nhiều mắm nữa nè. Mắm độc này thì cứ về chấm với rau luộc, rau sống, cá chiên, cá nướng, cà pháo anh em giả mà để trong cái hũ á, rồi bỏ cà pháo vô dầm để răng mát lạnh thì đang cơm lá đang lầy bà nha. Anh em cứ mua mắm về thì cứ để phần mua, để chữ mua là ở dưới phần bình luận á, xong rồi xíu nữa anh em mình nhắn tin nha, anh em muốn mua mắm gì mua nha, có mắm cá cơm nguyên con nè, mắm độc nè, mắm nhĩ nè, mắm tép nè, anh em muốn mua mắm gì mua nha anh em, bún mì số 8 này, mặt em ngâm hoa đu đủ nha anh em. Mình có ship toàn quốc nha, ship Hòa Châu có ship luôn nha, cho mình ship bên bằng đơn nha các anh em. Ok ok chị Hạnh nha. Đưa sẽ biển đưa giùm shipper một cái. Đưa rồi, đang đánh được. Nhìn ngon quá. Để chị về Huế xem địa chỉ cụ thể rồi. Ok chị luôn nha. Giờ chị đang taxi. Ok chị. Đó. 267 co, ba hũ bánh mực, một chai bánh đục, kèm theo năm trái tím, năm cái bánh tráng mì. Và cái combo này là 2 kg nha anh em. Giá gốc là 294, nhưng mà cuối năm, dịp cuối năm sale cho anh em là còn 267 ca, kèm theo năm trái tím, năm trái tím, năm cái bánh tráng mì về ớt tím về làm mắm, bánh tráng mì về cuốn rau sống với thịt chấm mắm mực với mắm đục nha anh em. Anh em mình khoảng 5 ngày nữa là anh em mình sẽ dừng bán, sẽ không bán con mắm nữa em, nên mình nghỉ tết chứ, tại giờ đó anh em cũng về quê hết rồi, về quê hết rồi mà ship tới anh em nhận không kịp á, anh em về quê hết rồi, bom hàng tội anh em mình. Thôi đồng rồi, nhanh tay đặt hàng đây anh em ơi, về để ăn tết anh em ơi. Cái này thì cuối năm thì anh em mình mới sale giá đó thôi anh em, còn qua năm thì sẽ về giá gốc nè, ba hũ bánh mực kèm một chai mắm độc 267k, kèm 5 trái tím, 5 cái bánh tráng nha anh em. Qua tới là sẽ không còn giá này đâu nữa nha anh em. Qua tới là sẽ là giá ban đầu 294 mà không có bánh tráng này, không có ớt này nha anh em. Hôm qua tập mở không ăn gì được hết, giờ ăn cơm nữa không, đang mệt ăn vô tỉnh rượu. Mắm độc thì mình về pha chế lại nha anh em, có hướng dẫn cụ thể trên cái chai nha anh em về cứ làm theo là được. Mắm độc thì cứ giả tỏi ớt đường
rồi chế ra khoảng chén rồi, khoảng nửa chén thôi, khoảng nửa chén mà anh em cứ để cho mình một muỗng đường đi, một muỗng ăn cơm được đi, em giả trộn với chén nửa chén bánh mật đó cho em nặn chanh vô rồi ok, chấm có nướng có chưa có chiên thịt luộc em cũng tư rau sống rau luộc chấm bánh tráng rồi vô tư cho anh em Ok, ok làm gần như CB nha. cầu pháo gần như cầu pháo chỉ à ăn ngon Có combo 5 5 loại nha anh Phan Tấn ơi. Combo 5 loại mắm nha. Combo 5 loại hết rồi. Thấy chưa? Giờ chỉ còn sale một mình cái combo 3-1-1 độc thôi nha anh Phan Tấn. Anh em là mua hàng thì mua thì cứ để lại bình luận dưới phần bình luận là chữ mua nha anh em. Chữ mua xong rồi anh em mình sẽ ra chốt đơn cho anh em nha. Xong like rồi anh em mình ra chốt đơn. Có chiên này, có chiên anh em dầm với mắm đục này, ngon lắm anh em ơi. Anh em tranh thủ anh em ơi, tranh thủ đặt hàng ngày hết Tết tới rồi anh em ơi. Anh em đặt combo này thì về để ăn mấy ngày Tết anh em ơi. Mấy ngày Tết thì chấm với thịt luộc, đậu sống rau luộc là ok nha anh em. Mắm đục thì anh em là mắm rất thông dụng anh em ơi. Anh em chấm cá chiên, cá nướng, thịt luộc, rau sống rau luộc, nói chung là dầm cà pháo, làm gì cũng ngon nha anh em. Mình nhủ cho ăn hết nồi cơm luôn á, đang ngon miệng, nói chung là mắm mà lúc nào cũng ăn á, nhưng mà ăn là khi nào mà nó no á mình dừng ha, chứ không có ớn nha, ăn nhìn thấy mắm mà vẫn có thèm, người nào mà ghiền mắm nha, thấy mắm là rồi chả nước miếng luôn. Combo này là giá gốc à. Giá gốc là 294k. Nhưng mà dịp cuối năm này anh em mình sale xuống. Mình sale cho anh em xài. Anh em dùng thì còn 267k nha. Combo 3 mực 1 độc 267k. Kèm theo năm trái tím. Năm cái bánh tráng mì. Về cuốn rau sống chấm mắm nha anh em. Anh em đặt combo này thì về chỉ cần mua một miếng rau sống với lại miếng thịt là ba chỉ anh em à. Rồi anh em lấy bánh tráng cuốn rau sống với thịt ba chỉ anh em chấm mắm y mà anh em. Làm heo béo béo chấm mắm ngon nhất đất. 267k nha anh em, 267k kèm theo 5 trái ớt, 5 cái bánh tráng nha anh em. Anh em đặt hàng cứ để lại mua combo là ok nha anh em. Combo 3 mực 1 đục. Giá gốc là 294 nha anh em. 294 nhưng mà dịp cuối năm này anh em mình sale xuống còn 267k. Kèm theo 5 trái tím, 5 cái bánh tráng mì. 5 cái bánh tráng mỏng để uống nước cuốn rau sống bánh tráng. Cuốn rau sống với lại thịt luộc nha. Anh em giá này cho coi cuối năm này, gần cuối năm anh em ơi, anh em tranh thủ đặt hàng anh em, qua năm thì sẽ trở lại giá gốc nha anh em, không kèm bánh tráng không kèm ớt nha. Anh Thanh này thấy ngon vậy làm một combo về dùng anh em, nếu mà không ngon á bên em bồi thường 200%. Liên hệ trên nắp hũ nha anh em có gì liên hệ nắp hũ là nó có cái cách liên hệ với mình nha. Anh em nhận hàng về làm chưa được á. Không, anh để ngăn mát tủ lạnh anh dùng trên 3 tháng là đẹp. Nói chung là anh dùng trên 3 tháng á, là tại vì cái mắm để là nó ngéo nó con mực nó tan thành nước, nó teo mực lại nên em dùng cỡ khoảng thời gian đó là đẹp. Chứ còn mà anh em nào mà dùng hơn thì nó teo nó còn nước hơn, nhưng mà cái nước đó vẫn dùng được chứ không phải là nó hư. Nhưng mà dùng trong vòng hơn 3 tháng là để có cái con mực mình ăn là mới đúng là mắm mực. Nếu còn giờ đó nếu mà quá 3 tháng hơn 4 tháng 5 tháng thì con mực nó teo lại nó còn chút xíu à, chứ không có hư. Anh Thanh ngày cứ làm một combo về dùng em, nếu mà làm không được á, nếu mà gia vị không được thì cứ liên hệ trên cái nắp này có cái tem màu đỏ nè, liên hệ trực tiếp cho anh em mình. Ok anh Thanh nghe nha. Xong rồi anh em sẽ chỉ cho anh làm cái chấn mắm ngon nhất, nếu mà làm không được nữa thì anh em mình sẽ bồi thường 200% cho anh luôn. Quá tính nha anh em.
Anh em đặt hàng cứ để lại mua combo hay đặt combo là anh em tí nữa anh em sẽ chốt đơn cho cả nhà nha. Ok em Thanh nè, anh em nhanh nhanh tay đặt hàng đi anh em ơi. Đâu còn quá dụng. Vô. Ôi, hôm qua nó quá chán, mệt quá. Mấy đi cúng ăn không được nhiều anh em à. Giờ bây giờ mình phải ăn cái mấy món này nó mới lại sắp được. Chào anh em nha. Cá chi này? Ờ, lửa trầu á. Con này mua nhiêu tiền không? Cá này 65 ngàn. Nhiều ký, nhiều ký. Không biết. Của bà Lộc Diêu á. Cái bà mà bữa hay bán cho mình á. Ngon. Có mấy cái gì nữa? Không có gì. Mà không ăn em có gì đâu. Giờ mình đang có cái đây đi. Nó trong ngon hơn. Nó trong ngon hơn. Thịt cũng nhiều. Ngon không? Anh em nào mua thì cứ để dưới phần bình luận là chữ mua nha anh em. Mua hàng là cho một combo. Để tấn công Bình Định để dành một combo 28 tính. Đặt liền anh em ơi. Đặt anh đặt liền đi chứ bây giờ không, giờ đó là hết rồi. Mấy mực của nhà của tụi em là anh em ra chợ là mua ở đâu nó không có đâu anh em ơi. Anh em mình làm mấy nay ít người làm nó hình như là đa số người ta chỉ làm số lượng ít để người ta lưu hành trong nhà gia đình thôi. Mình thường bán nào. Hình như có mình anh em mình làm mấy mực của nhà mới vô để bán anh em chú ý. Anh em chưa về thì để địa chỉ ở quê nha anh em. Để địa chỉ quê để mình gửi tới quê là anh em về là bật. Mình thường thường mấy ngày mình có để bán nhắc anh em biết chừng chứ nhiều khi anh em đặt chiếc xe cái lỡ anh em về mất. 4 đến 5 ngày có. Chậm nhất anh em ở xa, xa thì 4 5 ngày nha. Anh em ở gần 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 đây thì cỡ 3 ngày. Lỡ anh em nào mà ví dụ như bọn em phải nhắn tin sớm cho mình nghe lỡ anh em mà ví dụ bây giờ đặt mà chiều lỡ đâu mà về quê được biết xe vậy kia về quê sớm anh em nhắn anh em mình là có gì anh em mình sửa lại địa chỉ nha, gấp càng sớm càng tốt em lỡ nó ship đi rồi là khó. Anh em cứ để địa chỉ ở quê là ok nhất anh em à. Ship đi rồi nhận được rồi. Thành giống như bom hàng luôn anh em mình tội anh em mình. Thì anh được gửi cho chủ nhà, cho chủ nhà tặng chủ nhà luôn. Chai là chai mắm độc nha anh em. Mắm độc là từ cá cơm. Cái chai này là chai mắm độc, nó giống mắm nêm, nó là ông nậu của mắm nêm. Nha, chấm chiên cá nướng. Chấm cá chiên cá nướng nè, dầm cà pháo, chấm thịt luộc nè. Rồi rau sống nè. Nói thiệt với mấy anh em à. Không phải là mình bán mắm mình nói hồi nãy em cũng mới qua bên Trang cúng ăn cúng nó mệt đó. Nó mệt cái mình ăn đồ cúng nó nấu. Mà về ăn cái này nó lại lại được. Ăn vô miếng nó khỉ nó quẩy lại mình. Chút cơm cơm vậy. Mà sang cơm với mắm gì ăn ta? Ừ. Không? Mắm ngon lắm. Mấy ngày hôm qua ăn dỗ nhà ông có ai chấm mắm tem không? Còn chấm mắm đục mắm mực hết. Ăn hết mắm mực luôn. Anh em về làm nhớ bỏ thơm bèm cho nó ngon nha. Vũ làm nó bỏ thơm bèm là biến bỏ thơm bèm á. Bỏ bèm ăn cho nó ngon, dịu, ngọt. Mình rồi ok anh Thanh Nghề. Tí nữa thì xong like thì xuống like thì anh em sẽ inbox cho anh nha. Không bây giờ anh bây trực tiếp với con trạng ngoài anh chốt đơn nha. Anh em có thể bây trực tiếp cho fanpage anh em mình. Hoặc là để lại bình luận một chữ mua. Để bình luận một lần thôi. Chứ anh em để lại bình luận hai lần một chữ mua thì mình sẽ nhắn hai lần á nha. Nhiều khi làm phiền anh em. Anh em mình sẽ lọc lại bình luận ra mà. Hai hũ thì 178k nha anh em. 178k. Mua ai không được nhưng mà mua combo 3. Anh em nên mua combo 3 mật bột độc thì nó có kèm theo ớt 500 ớt với 5 cái bánh tráng nha anh em. Anh em mua 3 mật bột độc đi. Anh em về ăn không hết thì để ngăn mát tủ lạnh. Kho thịt ba chỉ cũng được nha anh em. Anh em để ăn tới Tết luôn. Tới tầm 3 4 ngày, 4 5 ngày nữa là hết mắm. Hết mắm xong anh em làm mấy clip sinh tồn các kiểu hay đi đâu anh. Quay cho anh em xem để Tết có xem. Nghỉ Tết luôn. Nhân viên nữ của hàng thì nghỉ. Tha luôn mắm mực 178k miễn ship nha Đinh Khác. Chúc mừng nó đủ quá sếp. Đủ thèm quá, chạy nước miếng quá. Chạy nước miếng quá. Gắp miếng cà pháo rồi. Chán này. Mấy mực cũng thèm luôn, thấy ăn đi. Chạy nước miếng mà. Làm chán cơm luôn. Hờ. Làm chán ngoài. Chán luôn đi. Anh kêu nó bồng ăn luôn đi. Ăn ngoài đi. Không quên tiền dần ngủ em có đi thả lớn không? Ủa lớn gì. Nói như nó mình cột luôn. Nói như về luôn mà, về ngủ luôn à. Ờ trốn. Sáng cũng được nhiều phần luôn hả? Được con cái nào? Ok Đinh Sáng nha. Tí nữa sẽ có người inbox cho anh nha. Anh em nếu mà anh em muốn đảm bảo chắc chắn không phải hàng giả hàng nhái thì anh em cứ inbox cho anh em mình nha. Mà chỉ mới có râu nha, chiên là chiên. Ông đã rồi. Anh em vấn đề mà. Nhiều đi, chị nay anh có đây ông có cho đây không? Mấy em quá ngồi này ơi. Mình ngồi hoài mình chảy nước miếng luôn này mà. Mấy hai mấy này chấm bà chỉ mấy này chấm cũng ngon. Mắm mắm nêm thì mắm độc thì dầm cà phê. Anh bỏ ít rượu á. Ồ, hay lắm. Mình làm mình
thêm chanh này chút cơm mềm vô, cái gì cái đường này quá ngọt, cái đường đúng không? Làm giòn đường nó lợ lợ, khó ăn. Ngọt đường quá má không? Ý là ông bỏ ít quá nhưng mà ông đổ nhiều mắm. Ừ. Mực màu đẹp không? Mực muối màu đẹp quá rồi. Không, trên đây không đẹp. Camera tráng quá. Camera tráng quá. Ừ, nha. Do cái điện thoại nhìn nó giải nhăn, nhìn mãi hoài con mực nó sẽ hồng 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 nè, nó còn da nè. Đấy, con mực mực cỡ như thế này nè, muối ăn nó ngon cực kỳ. Con mực này về anh em á, cái làm hai ra. Anh em này ăn cái làm hai hoặc làm ba làm bốn là tùy nha. Cái đầu ăn ngon lắm các bạn ơi. Chứ để nguyên con vậy nó cũng vừa vừa ăn, nhưng mà anh em nào ăn thích ăn dịu dịu quá thì cái làm ba. Tốt nhất anh em nên cắt ra nha anh. Muốn ăn ngon thì đấy. Còn anh em mình thì ăn cứng hơn xíu nên mình để. Chứ nếu mà muốn nhạt hơn nữa là nó sẽ bị hư nha. Mình đã muốn nhạt nhất rồi á, không muốn nhạt không được nữa đâu. Bình thường mắm chợ thì người ta sẽ muối mặn thôi. Muối mặn để người ta để lâu. Tranh thủ nhanh tay đi anh em ơi, nhanh tay kẹo hết á. Mắm mà bên mình cũng gần hết rồi anh em à. Bữa sau đó, làm miếng rau muống, luộc cái lá rau chấm, lấy chấm nước là chanh hấp hấp. Ừ, hợp lý. Canh mì tôm. Canh tôm. Canh tôm. Canh mì tôm một thời để nhớ nha anh em. Canh tôm giờ ăn hấp cũng nấu rồi. 264 co nha anh em, 267 co, 3 mấy mực, mà cũng đục nha. Kèm theo 5 rau tím, 5 cái bánh tráng mì nha anh em. Bánh tráng mì cũng đặc sản quê mình nha. Bánh tráng mì cũng đặc sản quê mình á, là cuốn nó dẻo cuốn với rau sống là thịt luộc nè, chấm mắm đục mắm mực ăn rất là ngon nha. Bánh tráng mì thì anh em nhúng vô cái lấy ra liền nha anh em, đừng có ngâm trong nè, lấy ra rồi cuốn với rau sống thịt luộc. Anh em đang xem tương lai, anh em đang đặt vé xe dịp Tết chưa? Đi bên em biết tàu xe hay là đi tàu lửa hay là gì? Vé xe năm nay từ Sài Gòn về Bình Định bao nhiêu tiền anh em? Sài Gòn về Bình Định vé bao nhiêu anh em? Lâu rồi mình không đi về Tết rồi. Chắc cũng có triệu chứ. Gì? Gì có triệu dưới à? Gì á? Triệu dưới à? Cái này chắc tầm 600 dưới à? Gần cái hôm mấy á? 20 đó lên chắc triệu, tiền triệu lên nhá. Nhà xe lên giá dữ à? Nhà xe lên giá, chỉnh cái đèn màu vàng hay sao? Nhà xe lên giá dữ. Bữa mình đi về đó, 500 nữa. Màu vàng đó, màu vàng hết mà. 500 một ví à? Limousine nha. Hello Dương Kim, Trần Kim nha. Anh em tranh thủ đặt mắm nha anh em. Đặt mắm về có ăn Tết anh em à. Anh em mua để chứ mua ở phòng bình luận nha anh em ơi. Tụi bây giờ đây mình ra chốt đơn cho anh em nha. Mắm này thì anh em có hướng dẫn sử dụng sẵn rồi anh em à, anh em về làm theo hướng dẫn sử dụng. Anh em chấm với thịt luộc, cá chiên, cá nướng, rau sống nha anh em. Nói chung là chấm cái gì cũng ngon. Ngày qua nhà quá mệt, sáng ăn cơm nấu, cho mày ăn chút mấy mới vô người nó kỹ lại. Quá thơm luôn. Mắm đục thì 65 co chai nha chị. Gần Tết chị mua một chai thì nó tốn tiền ship, còn hai chai thì miễn ship nha. Đồ quá. Không vợ má mua tặng ta. Bạch công tử. Bạch công tử. Còn cái mũ hát công tử nữa. Bạch công tử. Bạch. Qua cái mà đang tiếng có 200 ngàn à. Anh em mua cái đây bình luận cho chứng chủ nha, khỏi nhầm lẫn nha. Chứ nhiều bên nó lấy bia nên mình chạy quá giá. Anh em mua có số tiền lớn mua mũ 200 ngàn. Anh em mua lộn không? Mua lộn shop là mấy món ngon được nha. Cà pháo sao mình biết mình lựa ra cà pháo non ta. Cà pháo non. Đang bỏ tay luôn á. Nói chung thấy nó tư là nó non à. Mà cà pháo và bánh đục ăn ngon lắm anh em à. Anh em giả để trong cái hũ á, nửa cái hũ cao cao anh em. Bỏ cà pháo với bỏ đu đủ đều vô á. Anh em để cái máy tủ lạnh. Cắt ra nữa, cắt cái này làm hai lần đó. Nó to quá. Ăn giòn à. Ngon lắm. Một cái là chắc là bốn quá. Thứ hai nó to quá, nhiều cái trái già ăn nó đã. Em thấy mấy mực ở này mình nhìn mực đã. Mực em chấm với rau lan, rau luộc. Thì bà chị nóng nóng. Mắm cái cơm là mắm đường hủ mắm cái con mình vô. Cái con miên con. Cái con miên con là mắm cá mắm. Mắm cái con miên con đây anh chị. Đó. Mắm con miên con làm cũng ngon lắm. Một con mắm cá có thể cắt làm hai ra, cho nó ngon. Còn mắm kia là từ xác con cá nục cá con cá mấy cá nhỏ nhỏ ngoài biển nha anh em. Rồi mình lọc lấy nước, bỏ xác nha anh em. Cá đó thì nguyên riêng. Mắm đó mình mắm cao cấp ấy. Ai cũng có thể ăn được hết. Nó dễ ăn, gia vị như là dễ ăn, có hướng dẫn sử dụng sẵn đâu. Anh em cứ làm theo là lụm thôi. Yên tâm. Hàng cao cấp hết. Cứ trên chai luôn có cái tên màu đỏ. Nếu anh em mà không biết làm hay là ăn không ngon hay sự cố gì cứ liên hệ gặp thanh nó sẽ tư vấn cho anh em. Nhớ là bồi thường cho anh em 200% nha. Thật là anh em muốn đổi gì đổi cũng được.
Đi xin tích nha anh em. Làm ăn chỗ đàng hoàng uy tín chứ không phải là bán rồi thôi nha anh em. Ở đây anh em mua combo 3 mặt, tặng cùng một đục, trong đó có bánh tráng với ớt nữa. Anh em về chỉ cần đổ, không có ba chỉ thì anh em đổ chung cho anh em làm mấy một cuốn được hết luôn. Được đó. Bánh tráng sẵn anh em cuốn luôn. Bánh tráng ba chỉ vậy đó. Bún như vậy, đếm vô. Trứng chiên. Anh em đây là đặt hàng ở Thiên Lai nha. Tránh nhầm lẫn, tránh hàng nhái hàng giả nha anh em. Đâu rồi? Bữa nay ở đâu mà cúng dỗ ở quê mình lúc nào cũng có nhà ngã anh em ơi. Cũng mà hát bánh thơm nấu á. Còn giới bây giờ không? Nhà bà chơi luôn à? Chơi bộ như thế này. Bà già 93 tuổi mà cúng cũng chơi nhạc sống các bạn. Chắc nói chung là mấy người trẻ sớm này người ta chơi. Chị Nguyễn Thi, Tí Triều, Nguyễn Thi Thủy nè. Chị có liên hệ cho em nha. Trên cái nắp chai, trên cái hũ là nó có cái tem nó đỏ, chị có liên hệ lại nha. Anh em ơi, anh em đang ngủ đây hàng nhanh lên bên kia chuẩn bị hát nhạc sống rồi, chỉ lo ở đây rồi anh em ơi. Bà già 93 tuổi. Vỗ mã. Chơi nhạc sống luôn. Dạ luôn, sập luôn. Mà hầu như bữa nay cúng dỗ thì năm tiệc gì cũng nhạc sống nhạc xế nha nha. Trở thành cái phong tục tập quán rồi. Không, vô đám cúng. À chưa nhận được hàng hả? Chị chưa nhận được hàng. Xế nữa chị inbox riêng cho em nha. Không, tí nữa em sẽ inbox riêng cho chị nha. Anh em nhanh tay đi anh em ơi. Ngày hết Tết tới rồi anh em ơi. Gần tới Tết anh em tất bật lấy lo chuẩn bị một thu xếp công việc hay là về ăn Tết hay là kia nọ mà anh em xem lái của không? Cái điện thoại ở đây cái màn hình tràn đúng tráng luôn mà. Bằng tử mà. Mà tối nay lấy cái mũ đen đầu nữa là hét luôn á. Để tôi bấm thử rồi bữa xe lai có lai ra được. Thôi nó mình chậm mà đó không có. Đó. Thằng trò thằng thằng VIP mà. Dùm 10 cái số rồi. Quay à. Dùm 10 cái số không phải anh. Quay theo á. Điện thoại này dùm 10 cái số bạn thấy à? À. Dùm 10 cái số không bể hình. Rớt 80 lần trên nóc nhà xuống không bể. Cầm điện thoại gớm á. Toàn quay máy cho tao cái miếng. Còn tao đụng cho tao. Miếng lực. Toàn quay máy cho tao miếng kính cường lực. Kinh công. Kinh công lấy búa đập không bể. Ừ. Đúng rồi chị. Không bể cái ấy nhưng bể điện thoại. Bấm đục là cái bấm chai nha. Cái chai trên ba cái hũ mắm kia nha chị nha. Bấm nói thì bấm nghiêng riêng nha. Bấm nói là mình đã là em đã lọc từ cái xác của con cá nọc cơm. Xay nhuyễn chị à. Cái này thì còn nghiêng riêng chị có về làm theo hướng dẫn là ăn ok nha. Cá này cái vị của nó chiên nó giòn á, chấm ngon giòn ngon ghê. Có đó chỉ cần bỏ cái xương sống thôi, còn hai cái bên dành ăn ngon lắm. Cái mém này anh em kiếm lên luôn. Ok ngon. Ok chị Nga, tí nữa mấy anh em sẽ chốt đơn cho chị nha. Anh em nhắn cái mắm nêm đây này hoặc là nhắn tin cho fan. Cái mắm nêm này anh em cho chúng thơm mềm thì cũng ngon nha. Nếu mà đừng vậy, cho thơm mềm vô. Ngon lắm. Anh em cứ cho thơm mềm vào anh em à, hai muỗng. Dịu. Anh em cứ cho thơm mềm vào, tại vì anh em có khi chưa quen á. Anh chưa quen á. Anh em ăn quen rồi thì anh em nhiều khi anh em không khỏi thằng thơm mềm luôn. Một hũ thì 30 ca ship cho chị, còn chị mua hai hũ thì miễn ship. Chị có đặt hai hũ đi chị. Cái dành nó thơm vậy. Lúc đầu anh chị cứ bỏ thơm mềm vô, cho nó thơm luôn. Thơm một phần nữa là nói chung nó dịu mắm cho anh chị dễ ăn. Nói chung là đó là anh em ăn cái bún tư là ngon nè, chỗ bún gần như bữa mình ăn bò lá lốc bún tráng, món đó tuyệt chiêu đó, thơm nhiều càng tốt. Bữa sáng đọc cạc mình ăn cái này. Cứ cho thơm vô nè. Ừ, đọc cạc mình ăn cái màu trắng à. Vô rượu ngày uống bia rượu ngày qua nay cũng vậy. Sợ đâu á. Nhiễm nước. Sở đâu rồi. Qua mà vô mà chụp nó giờ sợ. Ê cây chuối á mình tủ á mình ủ đấy là cứ mấy ngày nữa mình lấy được ta. Mình có lại dở thêm nữa không? Mừng à. Dở được chứ nhưng mà. Lấy chặt vô nha. Ừ. Cái đó vừa chặt vô xong nó bung nó nhổ gốc á nha. Đi mấy cái mà. Bữa nay xuống nhà bà thành đô đâu phải là cái cây nó lên nó đụng đâu phải là đụng là. Mẹ nhà bác qua nhà gì là mang ngọt. Cái mang nhiêu nữa. Rồi anh em đi nấu cái hàng lên ơi. Cái hàng đi phía lại cho cái lẳng bên kia nhặt lên rồi. Về quê vui lắm, về quê mà cũng có vui Tết các bạn. Dọn nhà dọn cửa cái mở nhạc nghe. Thôi anh em ơi. Thôi tuổi mà chơi nhạc sàn luôn. Nhà 93 tuổi sao nhà mình mà đám giỗ chập mã chơi nhạc sàn luôn rồi. Thôi anh em mình xin tạm dừng clip tại đây hay sao ta? Còn nghe được không? Chờ chứ anh em phút này. Có bán quyền mà live stream được. Có, dính bán quyền. Tắt của bạn ơi, gì Facebook mà. Giúp luôn. Giúp luôn. Đấy người ta lan người ta mới nhạc mà người ta mình nói chung là nói anh em mà đang xem la đang nghe nhạc nó ok mà. Đừng có vậy. Nên dù khó, em ơi có bao nhiêu 93 năm cuộc đời em ngăn ngủ qua những bước tương tức cây em phố rộn vàng hòa thâu hương đường dưng dịu dàng đây là mở vàng trong ấm thôi chưa ác rồi nè nửa tiếng rồi chưa ấm trọ không nhưng mà em vui ăn cũng mà nhậu nhạc nói chuyện cái bắt đầu rồi mày mát nhưng ba này vừa ăn về hả mới mình mới cũng mới đánh mình về mà mệt quá ăn không nổi
ngồi ăn làm mấy miếng rau sống á. Nó nói cũng làm miếng cơm nhà mà thì nó cứ vậy vô ra tìm chồng không mà sao lạ. Đi cứ vậy tụi mình vô ăn đồ đó nó không không ăn mà về lại ăn cơm. Mà về cái ăn cơm là bạn không? Ừ tiếng nha. Anh em ra thử anh em ơi, anh em này mà anh em đi chơi về khuya lái đồ anh em không có đồ ăn á, anh em có giả chân mắm đổ cái trứng lấy miếng rau sống ra anh em chấm ăn cơm với con người là nhất đất nha anh em. Đó trên chuyên live này thì chỉ còn 267k xe cuối năm nha anh em, 267k kèm 5 cá ớt tím, 5 con tráng, mấy ngày nữa là xem rồi. Còn qua năm thì sẽ dịch trở về giá bắt đầu nha anh em, giá cũ nha anh em 294, không kèm anh tráng, không kèm ớt tím nha anh em. Nào mà ở xa quê á, khi chúng mình chuẩn bị về ăn Tết rồi để anh em đặt cái địa chỉ, nấu địa chỉ ở quê mình để cho người nhà nhận hàng là mình về kịp mình nhận cũng được. Nấu địa chỉ luôn á. Về đó mình tới Tết là mình ăn là vừa luôn anh em ơi. Mắm mình bây giờ mua ăn qua tới tháng 2, tháng 3 vẫn ok nha anh em. Lạ ngầu quà, thấy ăn mắm chả được miếng mà tại nha. Bơ có không bơ? Nhanh tay kêu hết anh em ơi. Mình thì chỉ còn một ít mắm nữa thôi anh em à. Anh em tranh thủ chết thì anh em tiệc tùng hay là này kia cũng cần chấm mắm ngon ngon để chấm anh em. Thịt luộc hay làm luộc này, nói chung là mấy cái đồ luộc luộc với rau sống rồi luộc cho lui hai cái đèn xe 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 nữa cái này sáng qua cho lui nữa lui hai cái này. Tát một cây kia thử nè, nó đỡ cho cái đây này. Còn cái đây đèn dịu mà đâu sao để mấy cái trắng cũng trắng bắp luôn. Đây, cái này được rồi đây. Điện thoại... Cô ơi, giới thiệu cho bà điện thoại không? Điện thoại sao mời cũ rồi sao nó cũng cụ gấp thí bà lắm. Cái ủng mực này có một cái ủng này có mực to vậy? Hả? Ủng mực này có ủng này có mực to lên. Ừ, có một cái lâu mực mình về nó hơi bự bự. Hơi bự hơn xíu. Đồ cuối là hơi lớn. Mực to lớn anh em, mực to thì anh em cắt nhỏ ra giùm chút nha. Mực to thì anh em cắt mười mấy miếng nha anh em. Lâu lặng mấy mực to. Mực nhỏ em mấy con. Trong từ giờ mình muối toàn là mực nhỏ thôi, nhưng mà lâu lâu đỡ nó lâu á, tại vì mình nhiều quá, mình muốn gần 7-8 kg tấn lận nên là nó lộn thì anh em thấy xuống cạnh nghĩ là một tô muối nó ít thì muối nó không ngon bằng mực nhỏ nha anh em. Tô để dành cho ăn tư hoặc là phải kho nước ngạt chưa kịp bấm luôn. Anh thấy vui không? Ở quê vui lắm nè. Mùa này vừa dọn nhà vừa làm nhà vừa mới nhặt sàn quẩy. Mùa này là anh em ở đâu nghe nhạc anh em à? Mấy anh mà ăn cá dọn dọn này, chứ mấy anh cho to quá. Mấy anh mà có tiền sướng thì dọn nhòi vừa quẩy được, chứ còn bên cổ thì quẩy không đảo không. Ghi con đảo thôi. Đợi đây đoạn quá. Anh cháu chịu lên chịu xuống. Lè Tết mà anh nào cũng được qua sớm quá mà chừng ra hết tiền ha. Cái tiền nó mới xùi nữa. Tết có bầu cua tôm cá cũng như thế nào nha nè. Chưa tháng 1 mà hết tiền nghe nè. Ở quê mình bữa nay ít chơi. Với lại anh em chú ý, có bầu cua tôm cá để lại chưa 2-7 ngàn lỡ đơn hàng tới nhớ giao cho mình nha. Hết tiền cái shipper của anh luôn. Shipper của anh. Còn anh em là nếu mà để dành tiền cũng được á, là mình để trong tài khoản 300 ngàn á, chứ là cho nó chắc nha anh em. Chứ tiền mặt mình nghĩ không chắc nào đâu. Vẫn quán nghiền cái món này anh em à. Cà pháo mắm mắm độc. Món này còn nhất đó. Lấy 300 ngàn để lấy lại những gì mình đã mất. Cái gì nè em. Là anh em đừng cho cái kiểu mà shipper đang gọi kêu anh nửa tiếng nữa, anh chờ anh nửa tiếng nữa em xuống giao hàng, cái cầm xuống chỗ hàng cái thấy cái bằng một cua sáng nãy kêu thôi bây giờ mình lấy 267 ngàn này mình nâng gấp đôi combo để đừng có bảy nhá thật luôn shipper đó tiền chung luôn thầy bao của khách thứ ba quý khách hiện đang nằm trong tiệm cầm đồ chấm ok thằng Dũng, xíu anh em mình sẽ lên đơn cho thằng Dũng. Em cứ để mình lựa một lần thôi. Màu làm thôi nha anh em ơi, đặt combo. Anh em tránh tình trạng anh em mua đúng hàng giả nhiều lắm nha, anh em chú ý nha. Tại hàng giả người ta bị chạy quảng cáo á. Người ta bán trên đầu dê bán thịt chó, người ta lấy video của anh em mình người ta chạy quảng cáo á. Nhưng mà bán hàng không phải như hàng của anh em mình đâu. Trên một lần này thì anh em hạn chế để lại phone nha anh em, để lại phone để lại địa chỉ cho anh em. Sợ là người ta lấy cái thông tin nha. Người ta gửi hàng giả cho anh em. Anh em cứ để lại là đặt combo là ok nha anh em. Mắm mực này thì muối chua muối nhạt nha anh em. Mắm này thì anh em về cứ có hướng dẫn sẵn rồi, anh em cứ làm theo hướng dẫn. Rồi anh em làm theo hướng dẫn mà không ngon nữa thì cứ liên hệ lại cho mình. Trên nắp hũ luôn luôn có cách để liên hệ cho mình nha. Sau một năm đúc kết kinh nghiệm thì anh em mình bữa nay là mắm mực bữa nay anh em mình là hoàn thiện hơn rất là nhiều nha anh em. Nên anh em cứ an tâm đặt đi. Tại mắm mực bên mình là muối chua, hình thức là muối nhạt á. Nhưng mà muối nhạt nên là rất là khó nên
anh em an tâm, máy mình đã ăn xong làm trái chuối trong miệng nha. Thôi anh em cứ đặt hàng nha, để lượng thôi. Anh nào cứ nhắc lại anh em mới xem. Mình nghỉ bài chút thôi. Anh em ok chị Nga nha, ok chị. Bữa cơm anh em cứ dùng có cá chiên nè, cá tỉ nè, rêu sống rồi mắm nha, là ok rồi. Lại nghỉ ăn, được xuống ăn nha. Thịnh rồi anh em ơi. Rồi quan cơm luôn này. Để đó. Chấm. Ok, giống nha. Ok, bao một combo luôn, cảm ơn bạn nha. Combo 311 đợt 267k kèm theo 5 trái tím, 5 trái bánh mì nha anh em ơi. Tất cả em qua bên mình là có hướng dẫn dùng hết rồi nha anh em. Ngoài mắm mực với mắm đực ra thì bên mình còn bán mắm cá cơm nè nha anh em. Cá cơm nguyên con nè. Với mắm tép nữa nha anh em, với mắm nhĩ nữa, mắm nhĩ nữa. Và bên mình có bún số 8 nè, là bên vũ mập bên mình luôn á. Rồi có mật ong ngâm hô đủ của mình cũng đang bán nha anh em, còn khoảng chừng hai mấy bàn phụ nó chai mấy hết anh em. Vô mùa mưa rồi anh em, mật ong của mình là không có lấy được, này không bán lít được nha anh em, chỉ còn khoảng 30 hũ, 20-30 hũ mật ong ngâm hô đủ rồi. Anh em ủng hộ kìa. Mời anh em ăn cơm trưa với anh em mình nha. Quá ngon, ở ngoài nhìn thấy mấy thì bánh định lực ba combo nho vũ. Ba combo là combo ba hay là ba combo? Tốt nhất là chị cứ đặt một combo. Nếu mà chị đặt ba combo đó, tốt nhất là chị đặt một combo đi, combo về sử dụng. Không, ok. Quan tâm thì tiệm bánh tiệm bánh Đình Lực đây mua hàng mình biết cho khách đó. Ba combo là chín hũ, chín mực là chín mực ba độc đúng không anh? Đúng không anh, tiệm bánh Đình Lực anh đứng cái chúng em làm chút đơn. Có không? Đây khép lại tay cầm tay. Mấy bài nhạc cũng nghi lại chứ. Nghi nhạc không biết hát bài gì luôn. Đúng rồi nha. Ok anh tìm bánh Đình Lực xíu nữa sẽ xem live anh em sẽ ra chốt đơn cho anh nha. Anh tìm bánh nó cũng ủng hộ anh em mình cũng quá đại cho không? Bánh Đình Lực này. Khách ruột. Mới. Rồi anh bà miếng cá. Em má bổ anh bà. Đây đấy. Hờn sao? Cũng đê. Hờn á. Đồ chưa xem. Thâu mà hờn, không hờn với ông thấy. Chịu chừng lấy khịt chiền cho ông. Nãy bữa bỏ khóc rồi. Một ký bún số 8, ok chị bảo ăn luôn nha. Anh em đang đặt hàng dịp cuối năm nha anh em. Đang xe còn 267k. Ba hũ mực, 100 mấy đồng. 5 trái ớt, 5 trái. Anh em đặt về cứ làm theo hướng dẫn đó, có sẵn hôm nay rồi, nếu mà làm không được nữa. Hello anh Thắng nha, thì mình sẽ chỉ hướng dẫn anh em làm cho nó ngon hơn. Đó, làm ngon không ngon nữa thì anh em mình sẽ bồi thường 200% nha anh em. Tàu Đen đi làm clip có Tàu Đen rồi. Có bán nắc chè. Nắc chè là gì đó? Nắc chè các bạn đều không có cái đó nha thằng ơi. Thôi nhắc lại cho anh em một lần nữa là combo 3 mực 1 độc là giá gốc là 294, mà bây giờ thì cuối năm sale cho anh em dùng 267k 3 mực 1 độc, trong đó đã miễn ship rồi nha anh em, kèm theo 5 trái ớt tím, 5 cái bánh tráng mì. Ớt tím là về anh em nhận mắm anh em giả mắm cho thơm, còn bánh tráng mì thì anh em chúng nhúng nước xong rồi cuốn với rau sống với thịt luộc chấm với mắm mắm đục mắm mực luôn nha anh em. Mình đây nè, cúng hai nhà thật là tập luôn, không cần cúng, đang nhậu hứng lên chúng ta luôn, nhạt quá nói chuyện không được nha anh em, mình ít cho sườn mà ông ao cái chỗ mà vô cái lúc cũng là có chị bảo ăn xíu nữa có anh gà rồi, được anh, em. Anh gà anh trọng rồi chốt đơn cho chị nhớ nhắc nha chị bảo ăn ơi. Mười rớt ok rồi, nếu mà còn thì bỏ 10 trái như vậy, còn nếu mà thấy thì mình vẫn cứ 5 trái như anh em bình thường nha. Anh em nhanh tay đặt hàng đi anh em ơi, giá gốc bây giờ thì
báo nhiều bao nhiêu một cái mực vậy? Một hũ này là hồi trước là 98 nhưng bữa nay là 89 ngàn một hũ nha anh ơi. Một ký là hai hũ á, 178k miễn ship nhân anh Lận Chiên ơi. Anh mua ba hũ là 267k nè, 267k kèm theo 100 mắm đục nè. Đó, cái combo đang trước đó anh ơi. 267k kèm theo cho anh trai mắm đục nè. Rồi kèm theo là nem rơ tím nè, nem cái bánh tráng mỏng cũng đặc sản ở Bình Định tụi em nha. Bánh đó là nhúng nước xong cái lấy ra xong để chặt nó mềm. Còn mấy dây nó mềm rồi cuốn như rau sống thịt luộc. Trấn chiên cũng được. Tết này thường thường mình ăn thịt cá nhiều rồi anh em ạ. Tết này nào anh em ăn nhiều rêu nhiều nè. Mơ củ quả là nhiều á. Anh em đầm combo ba mực một cục về á. Anh em sẽ hữu về Tết. Anh em cứ ngán cái nào mình lấy mắm ra mình ăn với cơm hoặc là kia nọ ít rêu thôi. Thấy ngon rồi. Chứ mặc thịt cá rồi hải sản hay đồ ăn nhiều ngán rồi. Anh em mua thì để với phòng Bình Luận chữ mua nha. Chữ mua là cho combo. Vậy xíu nữa anh em xong rồi anh em sẽ chốt đơn cho mọi người nha. Cảm ơn đọc bạn. Là anh em mắm đục anh em có thể cái ăn kèm theo là dưa leo này hoặc là đu đủ quá à. Ngâm á, dầm lại luôn anh. Trộn á. Trộn cho hũ anh em. Để cái mát của anh. Anh em dùng ăn cơm này thì lôi ra dùng lại bà anh em. Không ăn làm ít đâu. Làm không không nhỏ nhỏ anh em mới dành ăn bao bữa rồi anh em làm tiếp nha. Mà nướng này mình chấm với mắm đục là nói cho anh em là hết sảy không phải. Dịp cuối năm thì anh em mình sale lại xuống sale giảm giá cho anh em để anh em về dùng Tết nha. Bây giờ anh em không mua thì để qua Tết là chờ một thời gian rất là lâu. Anh em mới còn anh em mua bây giờ để ăn qua Tết luôn. Ăn tới giờ mà anh em đã làm lại luôn. Còn anh em vừa mua mạng lát luôn em. Mua bây giờ thì mấy giờ anh em mua bây giờ thì giá còn 267k nhưng mà để qua Tết thì anh em sẽ mua lại còn 294k nha. Về lại giá ban đầu 294k mà không có ớt nè, không có bánh tráng nữa, nên là bây giờ anh em mua là ok nhất. Tại vì thời gian đây là thời gian anh em mình sắp nghỉ một năm 2023 nha anh em. Tại vì mắm mình không thể bán tới dụ như cuối năm được. Tại vì anh em còn sắp xếp công việc của ăn Tết rồi nên mình không bán giờ đã được. Tại giờ đó là shipper đâu cũng nghỉ một phần là giờ đó là không anh em làm mua nữa nên anh em mình chỉ còn khoảng 5 ngày nữa anh em mình sẽ tranh thủ đặt hàng sẽ ngân nha. Đem về quê mình ăn Tết hay là mình còn thành phố mình vẫn ăn, mình vẫn ăn thành phố, còn như là mình cầm về quê mình ăn vẫn ok nha anh em. Cá đã bán cũng rỉ rồi. Một con lấy 65 ngàn. Còn nửa ký á. Thấy không? Trẹo bán cho chị con gà. Ủa sao chị biết em bán gà vậy? Chị đâu rồi? Nếu ở gần thì ghé em cho em bán thôi bình thường hả? 90k một ký. Ăn ít thôi trời ơi. Qua em bán cho chị chị ơi. Thật cầu gà mái đồng giá hay sao? Đâu hả? Dạ là cầu gà mái đồng giá. Chị muốn thích loại nào, con nào mái cầu gì chị qua chị cứ làm cho chị. Có được luôn hả? Bán cái sản phẩm, bán giùm cho bà. Bây giờ em bán chị bán luôn. Hello anh Đạt Nguyễn nha. Ăn no luôn nha anh em. Đó là phần cuối nè, rồi. Rồi. Chắc tiện ngồi hồi rồi em có giúp không? Rồi, anh đợi em ăn cái đó không được rồi. Em giúp mắm cho chị được chứ còn mấy già bó tay rồi. Chứ bài đó gần gần được thì chị mua như vậy. Chắc rồi, anh em cũng giờ này anh em nghỉ trưa làm công việc rồi bây giờ
thu xếp cuối năm rồi nhận thưởng lương 13 đồ anh em ạ. À. Nên anh em mình cũng nôn nôn, anh em tên mình cũng nôn. Hôm nay có 13, 14 gì không biết. Hôm nay đúng 13 tháng luôn rồi đúng không? 13 tháng mà biết có nhận lương 13. Rồi, anh em tiếp công việc về quê ăn Tết rồi. Anh em ráng ủng hộ cho mỗi người một combo mắm để Tết năm nay anh em mình có chút lương 13. Không không là nó đừ đừ nó biêu biêu nha anh em. 2567 ngàn ba cái mực nha anh em, ba mực kèm theo một độc, kèm theo anh em trớt tím, 5 cái bánh tráng mì, mỗi người một combo thì Tết năm nay anh em mình sẽ có thương tháng 13. Chỉ còn vài ngày nữa thôi anh em ơi, vài ngày nữa thì sẽ hết mắm, hết thì anh em mình sẽ ngưng và chờ đến qua anh em mình mới làm lại, thì thời gian nó rất là lâu. Anh em khuyên anh em là mua combo ngay từ bây giờ để ngăn mát tủ lạnh dùng đến qua Tết luôn là ok nhất. Anh em lấy ba hũ mắm mực thì một cái chai mắm độc để ngoài, mắm độc thì để ngoài, còn một hai hũ mắm mực kia thì để trong ngăn mát tủ lạnh dùng, một còn một hũ mắm mực để ngoài dùng khi nào hết thì mình lấy cái hũ ở trong tủ lạnh này ra dùng nữa nha anh em. Nô rồi mà thấy nó như bà chị cũng nhiều quá. Em mổ cho vào thùng xốp đông lạnh gửi ra cho chị. Nhận kèo không? Ai để ai à? Chị Bảo Hằng. Chị bắt gì bắt này. Chị kèm nó nhắn tin riêng cho chị nha, chị đặt bao nhiêu con biết chân để em làm. Chắc bò chắc con á. Mình qua làm đâu, mình làm luôn ấy. Đợi luôn. Mình làm luôn. Em với Vũ trực tiếp làm gửi cho chị luôn, ok không sao? Mướn từ 20.000 con. 20.000 con. em với Vũ mập làm lấy công chị 20.000 con nha. Ừ. Làm giùm. Giờ mới có 20.000 rồi mình giùm. Ý là ông làm giùm, còn ông bán khác, còn ông mướn tôi nó khác chứ. Đúng không anh Gò? Nào lấy công Vũ không? Em làm giùm, phụ Vũ. Người ta mua Gò, anh mướn làm là anh phải chịu vậy chứ. Đúng không? Rồi anh em... anh em trên tủ rồi, đặt hàng nha anh em ơi, đặt hàng nha anh em ơi, tương lai này khỏi bị nhầm lẫn nha. Hồi Sen đang xem, chào Hồi Sen nha. Thôi chị Sen coi thao tác. Dành tay chạy hết anh em ơi. 267 cờ ba hũ mắm mực nha anh em, ba hũ mắm mực. 267 cờ kèm theo một chai mắm độc, kèm theo một chai mắm độc nè, kèm theo 5 rớt tím nè, 5 cái bánh tráng mì nè anh em ơi. Hello chị Malin Hồng. Ngon quá à. Chào chị Malin Hồng nha. Hồng quá là chưa nhắn tin bình luận đi. Chị khỏe luôn chứ Malin Hồng. Chị trước đi Mỹ mới về Quy Nhơn, về đi không biết. Chị còn đang ở nước ngoài hay là về Việt Nam rồi chị Malin Hồng? Rồi anh em rồi. Ba hũ mắm mực nha, ba hũ mắm mực. Giá 267k miễn ship, kèm theo một mắm độc. Kèm một mắm độc này. 5 trớt tím này, 5 cái bánh tráng mì này anh em ơi. Chỉ có dịp cuối năm này thôi nha anh em ơi. Anh em nên đặt hàng ngay từ bây giờ. Chứ để qua anh em là trở lại giá cũ là 294.000 mà không có. Dạ ok vậy. Ok vậy. Cảm ơn chị Mai Long. Không có, có ớt, không có bánh tráng nha anh em. Qua tới là không có ớt, không có bánh tráng nè. Ok chị. Rồi, nhạc cũng lên rồi. Rồi bữa trưa anh em cũng tới giờ đi ngủ. Anh em mình cũng phiên live tới đây là cũng hết. Hẹn anh em phiên live tiếp theo. Anh em có ủng hộ anh em mình thì bằng cách là mua những hũ bánh mực này, combo 3 hũ mực một đợt đến ủng hộ anh em mình nha. Rồi. Nhà nó cũng ổn quá anh em ơi. Thôi giờ mình xin dừng like bây giờ nha. Mình sẽ kết thúc phiên live ngày hôm nay. Còn chiều nay mình sẽ la lại nha. Chào anh em, hẹn anh em chiều nay nha. Tối nay, chiều hoặc tối nay nha. Thôi, chào anh em nha.